nhân dân đã được thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên Chúa đến viên thăm dân người. Người là vua uy quyền, là vua vinh quang, là vua thái bình, vua muôn đường. Sự sáng đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn khắp nơi. Trần thế xưa chìm trong u tối đã nhìn Chúa đến viên thăm dân người. Người là vua uy quyền, là vua vinh quang, là vua thái bình, vua muôn đời. Người đã đến trần gian, sinh giữa chốn hàng lửa khó khăn. Này chính đấng ngàn dân trông ngóng để giải thoát chúng sinh. Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm dân người. Người là vua uy quyền, là vua vinh quang, là vua thái bình, vua muôn đời. Xin chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa, tất cả anh chị em chúng ta đang đến với Chúa trong thánh lễ hôm nay. Trong ngày đầu năm, chúng ta có thể giờ đây quay qua nhau, chào nhau, chúc nhau một ngày mới cũng như một năm mới bình an và thịnh vượng của Chúa cho nhau. Ngoài những ý chỉ cầu nguyện, cộng đoàn chúng ta trong thánh lễ này có những anh chị em xin lễ online, hồi ơn bảo trợ cộng đoàn chúng ta xin lễ cho ông cố Phạm Du Xe, Phạm Vinh Quang, rồi hội ơn bảo trợ cũng xin lễ cầu cho ông cố cha đờ Michael Khổng, đó là linh hồn Gioan Baptista trong thánh lễ này. Một gia đình đó là Hải Lan, kỷ niệm 48 năm thành hôn, tạ ơn Chúa Đức Mẹ và Thánh Cả Du Xe. Rồi ông bà, gia đình của ông bà Nguyễn Xuân Trường xin lễ cầu bình an và sức khỏe cho gia đình trong năm mới. Gia đình chị Thủy tạ ơn Chúa và cầu bình an. Một gia đình đó là Thu Trọng cũng cầu xin cho linh hồn tổ tiên nội ngoại, cầu cho bình an trong năm mới và cho dì được ơn chữa lành. Bà Túy xin lễ cho linh hồn Du Xe Lê Tâm. Một gia đình xin lễ cho linh hồn Du Xe và tổ tiên, cầu ơn bình an và tạ ơn Chúa trong năm mới. Christy Phạm và gia đình xin lễ cầu cho bố là linh hồn Patrick Phạm Đang. Bà Túy cũng xin lễ cầu cho linh hồn hai bên nội ngoại và cầu bình an, cầu tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Cả Du Xe. Gia đình Luân và Linh xin lễ dỗ cầu cho bố là linh hồn Gioan Baptista Nguyễn Vạn Hùng, bác cố là Francisco Xavier Phạm Văn Phụng và Geronimo Đào Danh Toán mới qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Hiển Linh, hay chúng ta còn gọi là lễ Ba Vua. Thiên Chúa tỏ bày cho dân ngoài trên toàn thế giới ơn cứu độ, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đã được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Anh chị em giờ đây với tấm lòng trở về tín thác, cậy trông và khát khao được gặp Chúa, anh chị em chúng ta hãy thành tâm thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương nguyện xin Chúa thương. Xin thương xót chúng con, xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô.
xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương, xin thương, xin thương xóa chúng con. Xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên yêu đức Chúa Cha, xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường và mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã được nhận biết Ngài, nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiện trì cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẩm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn dầu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che lợp đất,
lạc đà Madian và Epha. Tất cả những người từ Sơ-va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Phẩm vật chiều công phục duy. Lạy Chúa muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài. Ai nghèo khó khấn vai người sẽ luôn thương nghe, ra tay cứu con dân cùng khổ. Chánh lòng thương vì khôn bé nhỏ đơn hè, dân bần cùng người tế đồ cho. Lạy Chúa muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài. Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah.
ngôi sao của người xuất hiện ở phương đông, và chúng tôi đã đến để chiều bái người. Anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến để bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền dấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bào tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta đang bước vào trong những ngày đầu năm, hay chúng ta gọi là những ngày đầu xuân. Vậy trong giây phút này, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta đang hiện diện trước nhan thánh ngài đây, cũng như anh chị em đang hướng lòng tới bàn thờ nhà Chúa hôm nay. Xin Chúa chúc lành cách riêng cho từng người, cho gia đình, cho tương lai và tất cả một năm mới được sự che chở, bình an của Đức Chúa, nhất là lòng thương xót của Chúa luôn bảo vệ và nâng đỡ mỗi người chúng ta khi chúng ta đến với ngài. Trong cuốn sách Tu Đức có để lại một câu chuyện về một chàng thanh niên nọ. Anh ta ước ao được gặp Chúa. Ngày ngày anh cầu nguyện. Thế rồi một ngày kia, người ta nói rằng lên núi để thời gian thầm lặng, cầu nguyện sẽ gặp Đức Chúa. Anh cũng lên núi để một thời gian, rồi anh cũng cảm thấy như Chúa không gần anh. Sau đó anh nghĩ rằng có lẽ biển khơi, nơi vắng vẻ, đến thì anh cầu nguyện thì Chúa cũng tỏ bày cho anh. Nhưng rồi anh cũng chẳng gặp Chúa. Và cuối cùng anh đến, anh nghe có những người gần trong xóm anh kể lại rằng ở trên một cái đồi kế bờ sông có một tu viện, nơi đây có một vị linh mục. Ai đến thì ngài chỉ cho được gặp Chúa thế nào. Thế rồi anh đã đến, và khi anh bước vào, anh chào linh mục và nói với ngài: thưa cha,
xin Cha dạy cho con và chỉ cho con bằng cách nào con có thể gặp được Thiên Chúa. Ngài cười và nói, con cứ về, con tiếp tục làm công việc hàng ngày và con cố gắng cầu nguyện với Chúa. Anh nói, con cầu nguyện mỗi ngày. Thế rồi ngày hôm sau anh trở lại, anh cũng nói rằng con muốn gặp Chúa. Rồi lần thứ ba khi anh đến, ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, hai cha con dẫn nhau đến bờ sông, dìm mình trong bờ sông, trong vùng nước lạnh, trong ngày nóng. Trong lúc hai người đang vui cười thì lúc đó Cha đã nắm cổ anh và dìm anh dưới nước. Càng dìm anh càng dẫy Cha càng dìm. Và khi anh hầu như đã không còn hơi nữa, vị linh mục đã thả anh ra. Trong lúc thả anh ra, anh la lớn. Anh nói rằng, thưa Cha, Cha làm gì vậy? Cha giết con sao? Và Ngài nói, khi Cha dìm con dưới nước, con cần điều gì nhất trong lúc dưới nước? Anh không dần dại, ngần ngự một câu nào và nói rằng, thưa Cha, con cần không khí. Vị linh mục yêu thương nhìn anh và nói rằng, con ạ, nếu lòng con khát khao gặp Chúa, khát khao như con ở dưới nước, như ước muốn được có không khí, con sẽ gặp được Ngài ngay. Còn nếu không, con có đi tìm kiếm Chúa trên núi hay dưới biển, hay đọc 100 cuốn sách, hay nhưng mà lòng con không khát khao đi tìm Chúa thật sự, đời con không bao giờ gặp Ngài. Hôm nay trong bài phúc âm mà chúng ta của Thánh Matthew cho chúng ta nhìn về ba người lương dân, đó là ba nhà chiêm tinh, hay chúng ta còn gọi là ba vua. Người ta đã nhìn thấy một ngôi sao trên bầu trời. Và đặc biệt những người này không phải là người Do Thái, như Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dân Do Thái là dân được Chúa tuyển chọn và cũng đưa họ qua những lưu đày, qua biển khơi, rồi lên sa mạc dẫn vào đất hứa. Nhưng rồi khi Chúa sinh ra giữa họ mà họ không gặp Chúa, bởi vì họ không khát khao đi tìm Chúa. Nhưng ba nhà vua hôm nay, người ta không phải là người Do Thái hay là người Kitô, nhưng họ đã khát khao. Họ đi tìm, họ nhìn về ánh sao. Có lẽ ánh sao đó nhiều người đã thấy, nhưng chỉ là nhìn rồi để đó. Nhưng ba vị này dù ở ba nơi khác nhau, nhưng cũng đi tìm kiếm. Họ mở những cuốn sách, họ học, họ biết rằng đây là một ngôi sao chỉ đường, có một vị vua mới sinh ra. Rồi trong cuộc đời gian nan của họ, khi đi tìm kiếm, chúng ta cũng thấy ánh sao lúc sáng ngời trên bầu trời vào ban đêm, rồi ánh sao lại dìm tắt khi họ gần đến Jerusalem mà Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe sáng nay. Và lúc đó họ đi tìm kiếm một vị vua tên là Herode. Ông là một nhà vua nổi tiếng. Ông có quyền hành, ông có đạo binh, và ông có những người cho ông biết. Nhất là ông triệu tập cả Jerusalem khi ba người nhà vua này đến để đi tìm kiếm một vị vua mới sinh ra. Thì ông với triệu tập tất cả những người kinh sư, những người pha-ri-siêu, họ đều nói họ biết tại Bethlehem, vùng Juda, có một vị vua sẽ sinh ra. Chúa sinh ra giữa họ, nhưng họ không biết, bởi vì lòng họ không khát khao, anh chị em. Lòng khát khao của ba vị vua đó, họ nhiệt thành, họ kiên nhẫn, và họ đợi chờ để đi tìm kiếm những gì mà họ ước ao. Dù họ không biết họ có thể gặp được Chúa không, nhưng họ vẫn ra đi, và cuối cùng họ đã gặp. Vậy anh chị em chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa, mỗi khi chúng ta đến thánh lễ, chúng ta đi tìm kiếm gì? Năm mới chúng ta đang bước vào, chúng ta đang khát khao đi tìm kiếm ai? Chúng ta có phải là đang ước muốn trong năm mới 2021 này, bắt đầu chúng ta có vaccine, chúng ta được chích ngừa, rồi chúng ta trở lại bình thường, chúng ta đi làm ăn, chúng ta đi kiếm của cải, chúng ta đi đầu tư, chúng ta đi mua stock, chúng ta đang có kế hoạch cho những ngày tháng tới? Còn đối với những người có niềm tin vào Chúa, chúng ta biết rằng làm bởi bay mà cho bởi ta, đó là tất cả những gì chúng ta đang ước muốn, Chúa đều biết. Nên cái sự khôn ngoan nhất của người Kitô là chúng ta đã được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Ánh sao soi dẫn. Ánh sao là gì anh chị em? Ánh sao từ trời, đó là tình yêu của Thiên Chúa đã đến
ở giữa con người. Chúa ở giữa họ nhưng họ không nhận ra, bởi vì họ không khát khao đi tìm Chúa. Còn chúng ta đây là những người đang khát khao được lắng nghe lời của Chúa, được đến với Chúa mỗi khi anh chị em đến với thánh lễ. Thật vậy, con cũng cảm ơn rất nhiều lòng yêu mến của anh chị em. Dù canh bệnh Covid nhưng anh chị em vẫn đến để thờ phượng Chúa. Anh chị em vẫn tin và anh chị em vẫn đến để tín thác và cậy trông. Đối với những người có lòng yêu mến Chúa thì thật vậy, tình yêu của Thiên Chúa không phải chỉ là đến cầu nguyện, nói chuyện, nhưng mà muốn sống là người của con cái Chúa, nhất là người Kitô giáo, chúng ta phải sống đạo anh chị em. Sống đạo bằng cách mặc khải Thiên Chúa mà mình đang tin. Mặc khải khi chúng ta rước Chúa, Ngài ở trong hồn con, Ngài ở trong trái tim con, thì chúng ta phải sống đạo nữa anh chị em. Sống đạo để nói lên chúng ta là người có đạo. Mang tên đạo mà không giữ đạo chưa phải là người có đạo. Có đạo là phải thực hành đạo. Thực hành đạo qua lòng trí của mình. Thực hành đạo qua cách cầu nguyện. Thực hành đạo qua cách chúng ta phục vụ nhau. Thực hành đạo chúng ta yêu thương nhau. Thực hành đạo là chúng ta sống đạo không phải chỉ đến nhà thờ, mà chúng ta mang Chúa trông như là một ánh sao tình yêu đến với bất cứ nơi nào. Đến với gia đình, giữa gia đình những anh em, giữa gia đình những bạn bè, giữa gia đình những ông bà, giữa gia đình những vợ chồng, con cái yêu thương đùm bọc, là ánh sao đang ở giữa chúng ta. Đó là tình yêu bởi trời đang hiện diện trong gia đình của mỗi người chúng ta. Lòng khát khao của anh chị em năm nay là gì? Anh chị em khi một tuổi, chúng ta cần phải thêm nhân đức, phải ơn nghĩa của Thiên Chúa. Đi tìm Chúa trước, tất cả những gì chúng ta ước muốn, Chúa sẽ ban cho. Bởi vì Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ những ai yêu mến và đặt Ngài trong trung điểm của người đó. Cuộc đời đi tìm kiếm rồi cũng có lúc thất bại. Nhưng đi tìm kiếm sự lành, đi tìm kiếm Thiên Chúa thì được ơn bình an. Ba vua sau khi đã gặp Chúa, họ đã làm gì? Họ dâng cho Chúa, họ quá bái lạy Chúa, rồi họ dâng cho Chúa nào là vàng, nhũ hương và mộc dược. Đối với chúng ta, Chúa không cần chúng ta dâng cho Ngài ngũ hương và mộc dược, nhưng Chúa cần chúng ta dâng lòng của chúng ta. Chúa cần năm mới này, Chúa cần chúng ta tử tế với nhau hơn. Chúa cần chúng ta phục vụ nhau hơn. Chúa cần chúng ta khi đến các hội đoàn mang Chúa đến với nhau, đừng đến để chia rẽ, để làm Chúa đau khổ. Nếu một cộng đoàn yêu thương, nếu một gia đình đầm ấm, nếu một gia đình có Chúa, tình yêu Chúa đang ở trong gia đình, thì khi chúng ta cầu nguyện, Chúa trên bàn thờ, Chúa nhìn xuống, Chúa đón chào và Chúa nói rằng: đây là con của yêu dấu của ta. Ta yêu họ bởi vì họ yêu ta. Ta chúc lành cho họ bởi vì họ sống như lời ta truyền dạy. Những người có Chúa là người thực hành lời Chúa, anh chị em. Vậy năm mới này, nhân cơ hội này, như ánh sao đã chỉ dẫn cho ba vua đến gặp Đức Chúa, con cũng chúc cho tất cả anh chị em chúng ta trong suốt 365 ngày mới 2021 này, mỗi khi anh chị em chúng ta bước đến nhà thờ, chúng ta sẽ được Chúa nhìn chúng ta và chúng ta nhìn Chúa. Như Thánh Teresa đã nói: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Xin tình yêu của Thiên Chúa từ trời đã tỏa cho ba vua đến gặp, và các ông đã được gặp Ngài, và các ông đã dâng những lễ vật cho Ngài. Xin cho chúng ta cũng vậy, khi đến với thánh lễ, khi chúng ta cầu nguyện trong năm mới này, Chúa chúc lành cho anh chị em, chúc lành cho từng lời nguyện cầu, chúc lành cho những ý nguyện, chúc lành cho tương lai, chúc lành cho chồng, chúc lành cho vợ, chúc lành cho con cái, chúc lành cho gia đình và chúc lành cho giáo hội và cả thế giới mà con người đang cần tình yêu bởi trời của Thiên Chúa tỏa xuống. Xin lòng nhân hậu của Thiên Chúa chúc lành cho từng anh chị em đến với Chúa trong thánh lễ này, nhất là ban cho anh chị em chúng ta một năm mới bình an, mọi sự may lành, nhất là vạn sự như ý trong lòng thương xót và thánh ý của Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người chúng ta. Amen. Giờ đây anh chị em chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nhờ Người mà đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa muốn tỏ mình cho nhân loại và cứu độ tất cả mọi người trong con một yêu dấu của Người. Vì thế, những ai vững lòng dõi bước theo ánh sáng của Chúa Kitô soi dẫn sẽ tìm thấy ơn cứu độ. Cộng đoàn và mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, hãy cảm tạ Chúa và dâng lên Ngài trong năm mới này. Xin Ngài chúc lành cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết nỗ lực trở nên những ánh sao dẫn đường cho muôn dân bằng một đời sống gương mẫu đạo đức và luôn dấn thân phục vụ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa an ủi, nâng đỡ và chữa lành những anh chị em đang bị lây nhiễm coronavirus. Xin cho mọi người được mau bình phục và nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa trên hành trình đức tin của họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí luôn khao khát chân lý, cách riêng các anh chị em dự tòng, tìm thấy trong tin mừng của Chúa Kitô nguồn ánh sáng đích thật, đang hướng dẫn họ đi trên đường đời trong hy vọng và bình an. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu luôn hợp nhất trong yêu thương và không ngừng gắn bó mật thiết với Đức Kitô qua việc tham dự cách ý thức và tích cực vào hy lễ thánh thể cùng các cử hành phụng vụ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và một đời sống cầu nguyện. Xin cho mỗi người biết tiến dâng cho Thiên Chúa của lễ cao quý xứng hợp là chính con người cùng cuộc sống với những việc làm tốt lành và thánh thiện. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho những ân nhân giáo xứ và cộng đoàn, những ân nhân đã và đang đóng góp để xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ chính tòa. Các linh hồn mới qua đời
các anh chị em đang đau yếu, các ý chỉ trong thánh lễ và ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương nhậm lời tâm tình tạ ơn và những ý nguyện chân thành của chúng con và cộng đoàn chúng con, cùng ban ơn giúp sức để chúng con luôn vững bước trong ánh sáng của Đức Kitô, là biết làm cho ánh sáng ấy bừng lên trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con chẳng có vàng, cũng chẳng có mộc dược, và không có những hương, con chỉ có tim con chân thành thờ lạy Chúa, mến thương Chúa muôn đời, dâng dâng lên tâm hồn giá lạnh đến đâu, dâng dâng lên cảm tạ hồng ân cứu rỗi. Dâng lên muôn lời chúc tụng ngợi ca, dâng dâng lên lòng tri ân Chúa muôn đời, mong có đơn nghèo Chúa ngủ rất hiền hòa, để quên bao tuyết sương con người có hay chăng. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhậm hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, đây không phải là vàng, nhu hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến tế để trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hàng sông và hiền tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải trinh mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bàn tinh phai chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, thánh, thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, cũng nhờ một Chúa Thánh Thần đoái thương thanh hoa của lễ, chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiếu chứ và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thanh thiền này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thanh dâng tiên Chúa đây, để khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng mình và mau con Chúa được tràn đầy thánh thần của người thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh, nhất là các thánh cha ông Tứ Đạo Việt Nam, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyến cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin Van, Giám mục giao phân chúng con, các giám mục phụ tá Timothy và Thomas, các giám mục trên toàn thế giới và dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đang tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha rất nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tan mát khắp nơi về với Cha. Xin thương đến tất cả anh chị em chúng con đã ly trần, đặc biệt tất cả những người trong giáo xứ chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này trong COVID-19. Xin và những linh hồn mà chúng con nhớ họ trong thánh lễ hôm nay, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc trong gia đình chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã ly trần. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người,
và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chị em chúng ta với lòng tín thác kỳ trông, nhất là chúng ta bước vào năm mới, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa, xin Ngài chúc lành cho gia đình mỗi người, nhất là qua kinh mà chính Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta có thể cúi đầu chúc bình an của Chúa cho nhau. Trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chúa Giêsu Kitô, Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giờ đây là giờ phút chúng ta mở tấm lòng để Chúa bước đến một số anh chị em chúng ta không có cơ hội hiện diện nơi đây. Giờ đây xin Chúa đến với họ. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bí tích linh thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Thank you.
tìm con Chúa ra đời. Người sinh ra giữa mùa chết đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời. Người sinh ra ở nơi nào biết không? Chúa thương loài người. Thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa ta thiên đàng vinh hiển sao trời, mà sinh xuống thế hèn yếu như ta. Thiên đàng vinh hiển sao trời, mà sinh xuống thế khổ nhục nhuốc nhục. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa thương thương mọi người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Thiếu chi lâu đài rực rỡ huy hoàng, mà chốn hàng đá là chốn hôi tanh. Rực rỡ huy hoàng, mà chôn hàng đá đêm ngủ say. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa cho thấy con đường, đường đầy khiêm tốn, đường tới thiên cung. Chúng ta hãy hợp nơi chốn khiêm nhường, trần gian đau khổ thiên đàng sương vui. Chúa thương loài người, thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người sinh ra ở nơi nào biết không?
tương lai người bé lẹm là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người bé lẹm là nơi Chúa sinh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bi tích thánh thế, xin thương ban ánh sáng bới trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc trong năm mới này, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bi tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến yêu thiết tha. Người hàng sông và hiền trì cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Giờ đây xin mời cộng đoàn anh chị em chúng ta ngồi. Chúng ta có một vài thông báo ngắn chiều nay. Nhất là xin cho các anh chị trong ca đoàn một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn các anh chị trong ca đoàn ca ngợi Chúa chiều nay cho cộng đoàn. Mời anh chị em chúng ta mở đài phát thanh của Cathedral Square để nghe chương trình do cha Viện trưởng Christopher Smith phụ trách. Chương trình tập trung vào mọi khía cạnh đời sống hoạt động tại nhà thờ và khuôn viên của giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô. Chương trình được phát sóng vào sáng thứ bảy lúc 11 giờ cho đến trưa trên đài phát thanh, đó là KCEO AM 1000. Anh chị em có thể, nếu muốn biết thêm, chúng ta có thể gọi vào văn phòng. Tuân theo và phán quyết của tòa án tối cao trong vụ án Roe v. Wade, hợp pháp phá thai trong đất nước Hoa Kỳ, Đức cha Kevin Van mời cộng đoàn công giáo trong giáo phận của chúng ta lấy ngày 22 tháng Giêng để là một ngày phạt tạ với việc ăn chay, hám mình và cầu nguyện. Chúng ta cũng hãy cùng với Đức Thánh Cha, cùng với Đức Cha trong địa phận chúng ta hợp ý cầu nguyện xin Chúa chữa lành thế giới, nhất là những người con của Chúa đã xúc phạm đến Chúa. Giáo xứ chính tòa Chúa Kitô sẽ phát trực tuyến ngày hôm đó, đó là livestream thánh lễ cầu nguyện cho thai nhi do Đức cha Kevin Van cử hành vào lúc ngày 22 tháng Giêng lúc 7 giờ tối tại nơi đây. Anh chị em có thể mở lên cái livestream hoặc đến cùng với quý cha Đức cha để chúng ta cầu nguyện cho các thai nhi và nhất là cầu nguyện cho những người mẹ, người cha thương yêu giữ những người con của mình. Xin cho các em được cơ hội sinh ra làm con Chúa trên mặt đất này. Sau thánh lễ, xin mời anh chị em lấy bản thông tin giáo xứ được đặt vào trong gần các cái giỏ của quyên tiền. Nhưng anh chị em biết đó, trong cái lúc mà còn COVID pandemic đó, chúng ta không có xin tiền mà chúng ta hay để cái rổ đỏ đó. Anh chị em đi lễ, anh chị em có thể bỏ vào để giúp những cái gì anh chị em có thể giúp được, giúp cho giáo xứ trong lúc này. Cảm ơn anh chị em. Giờ đây chúng ta đứng lên để xin Chúa chúc lành cho chúng ta nhân ngày đầu năm chúng ta đến với Chúa. Lạy ơn tổng lành thiên thần Mikae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa che chỉ nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế là hai các linh hồn, xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc cho anh chị em chúng ta một tuần mới được sự che chở bình an của Ngài. Lòng bao vui sáng hân hoan, bao vua tôn thờ đầy hương.
rực rỡ, bao vô thay hóa quan lên đường đến bề lề hàng lửa trên đây anh sao chiếu tỏa xa.